Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sang bài 3, đó là cách sử dụng theme trong PowerPoint. Hay nói khác, đó là cách sử dụng cái chủ đề ở trong PowerPoint. Thì đối với bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để các bạn tạo ra một slide trong một cái bài giảng hoặc bài thuyết trình. Thì trên cơ sở đó thì các bạn, mình tin là các bạn đã biết cách để tạo ra những cái bài giảng và bài thuyết trình của các bạn nó thật là sinh động và nhiều hiệu ứng đẹp. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn bài 3, đó là cách sử dụng chủ đề trong PowerPoint. Thì đối với cách sử dụng chủ đề trong PowerPoint ấy, thì các bạn sẽ từ cái thanh ribbon này, các bạn sẽ vào mục design. Các bạn vào mục design này. Thì trong cái mục design này, các bạn sẽ quan sát thấy ở đây có rất nhiều cái chủ đề có sẵn được gợi ý bởi PowerPoint. Thì để thay đổi được cái chủ đề này thì các bạn có thể quan sát, các bạn xem trước bằng cách bạn di chuột đến chỉ vào cái chủ đề mà các bạn muốn chọn hoặc muốn xem. Mỗi khi các bạn di chuột đến và chỉ vào cái chủ đề mà các bạn muốn xem ở trên cái phần gợi ý của có sẵn của PowerPoint này, thì nó sẽ lập tức nó chuyển cái slide sang cái chủ đề đó cho các bạn đó. Và nếu các bạn muốn xem nhiều chủ đề hơn nữa thì các bạn sẽ nhấn vào mũi tên. Nhấn mũi tên nó chính là More. Đó, các bạn có thể xem nhiều chủ đề hơn nữa. Đó. Mỗi khi các bạn di chuột đến thì nó sẽ tự động nó chuyển sang các cái chủ đề tiếp theo. Hình tiếp theo cho các bạn. Và đối với các cái chủ đề này, nếu như các bạn muốn áp dụng cho toàn bộ cái slide, các cái slide ở trong bài trình chiếu của các bạn, thì các bạn chỉ việc kiểm tra các bạn thích cái chủ đề nào thì các bạn chỉ việc click chuột vào thì lập tức nó sẽ chuyển toàn bộ các cái slide trong bài giảng hoặc bài trình chiếu của các bạn sang cái dạng chủ đề đó. Ở đây mình sẽ chọn một cái chủ đề để các bạn thấy. Đấy. Mình sẽ chọn một cái chủ đề như này. Đó. Khi click chuột vào thì các bạn thấy là nó sẽ hiện sang, thì các bạn chỉ việc click chuột vào. Như vậy các bạn quan sát ở bên trái ba cái slide của mình, ở toàn bộ nó đã chuyển thành các cái chủ đề như này. Và tương ứng với mỗi một chủ đề mà các bạn chọn thì nó sẽ có các cái kiểu phông khác nhau. Có các kiểu phông khác nhau và cái cách bố trí cái bố cục nó cũng khác nhau. Đồng thời thì ở bên phải cái mục variant này, các bạn có thể quan sát là nó sẽ có các cái hiệu ứng, có các cái kiểu cho cái chủ đề đó. Các bạn có thể chọn màu sắc, phông chữ, có kiểu màu sắc, phông chữ và cái hiệu ứng. Thì các bạn ngay có thể chọn ngay tại cái chủ đề đó thì hiệu ứng cũng có thể chọn khác nhau. Đây các bạn có thể quan sát khi mình di chuột đến đây thì toàn bộ cái các cái ô shape ở trong cái bảng slide của mình nó sẽ chuyển thành cái kiểu khác. Các bạn quan sát nó đã được có bo viền và nhìn cũng rất là đẹp. Tiếp theo là đối với các chủ đề này, nếu như các bạn muốn là mỗi một slide như này là một chủ đề riêng biệt thì các bạn có thể làm như sau. Đối với các cái slide mà các bạn muốn chuyển chủ đề thì các bạn chỉ việc click chuột vào cái slide đó, sau đó các bạn tiếp tục di chuyển lên trên phần tab design và xem các cái chủ đề mà các bạn mong muốn. Thì khi bạn thích và bạn lựa chọn chủ đề nào thì các bạn chỉ việc làm như sau. Các bạn lưu ý là các bạn không được click chuột vào. Nếu các bạn click chuột vào thì tất cả các slide khác nó cũng sẽ chuyển sang cái chủ đề đó. Nếu bạn muốn chọn một cái chủ đề đó với một slide đó thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn chỉ việc nhấn phải chuột vào cái slide và cái chủ đề mà các bạn muốn chọn. Sau đó các bạn chọn là up to select the slide. Đấy. Như vậy các bạn quan sát là ở chủ đề 1 của tôi là một slide 1 là chủ đề khác, và sang cái slide 2 tôi đã chọn là một chủ đề khác. Thế như vậy là các bạn lưu ý là đối với mỗi một slide là sẽ có một chủ đề khác. Nếu như các bạn muốn chọn thì các bạn nhớ là các bạn không được click chuột ngay vào các cái chủ đề mà các bạn muốn, mà các bạn nhớ là nhấn phải chuột.
Sau đó các bạn chọn là Add to Selected Slide. Đấy, như vậy là tôi đã chọn một cái chủ đề khác cho cái slide của tôi. Đồng thời tương ứng với mỗi một chủ đề đó thì như tôi đã nhắc ban đầu là ở bên phải mục Variants nó có các cái chủ đề, các cái hiệu ứng cho chủ đề như là hiệu ứng về màu. Đấy. Cùng một chủ đề nhưng có thể chuyển sang nhiều cái hiệu ứng và cái kiểu màu khác nhau, hoặc chọn các cái phông chữ khác nhau. Đấy, hoặc các bạn chọn các phông chữ khác nhau, hoặc là trong mục Effect này nó sẽ cho phép các bạn chọn cái sự thay đổi về cái bố trí các cái hình shape ở trong nó. Khi các bạn click vào, các bạn di chuột đến thì nó sẽ biểu hiện, nó sẽ hiển thị các cái kiểu khác nhau của cái các cái đối tượng trong slide. Như vậy ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái chủ đề ở trong PowerPoint, và trong cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra các cái hiệu ứng chuyển cảnh để slide của bạn khi trình chiếu nó không đơn thuần và nó sẽ có rất nhiều những cái hiệu ứng sinh động. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và các bạn hãy nhớ đăng ký like và ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.